giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông. Lạnh giá là vậy phải không? Là trái tim mình xót xa chẳng nói nên lời. Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa và tâm nhớ về một chiều mưa, mình đã ôm lấy nhau và cười với nhau rất vui, và có biết đâu, đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng. Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể thuyết phục. Ai biết bầu trời xanh kia ngày mai sẽ trở thành sao khuya để ta nhớ về người mỗi đêm. Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xóa đi lời hứa mình dành cho nhau buổi chiều gió mát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.